Mình xin chào các bạn nha. Hôm nay là một buổi sáng, bên mình đang chuẩn bị ship đi chiếc Supra X cho một bạn ở để mình xem lại cái địa chỉ cái nha. À, đi An Giang nha, cho bạn Nguyễn Văn Tuấn đi An Giang. Chiếc này là đi An Giang. Thì đây là bộ hồ sơ giấy tờ bên mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Xe này á đang có giá là 44 triệu và cửa hàng ở Duyên Minh mình sẽ ship đi toàn quốc tất cả các dòng xe này nha. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương cũng như là trung tâm chợ Mỹ Xuyên. Và đây là chiếc Supra X, mình sẽ quay lại chi tiết nổ máy cho các bạn xem. Vừa rồi mình nhớ là có bạn yêu cầu mình là quay lại chiếc xe này và báo giá nó, thì hôm nay mình sẽ báo giá lại. Hôm nay thì không có tuần lễ vàng, tuy nhiên thì cái giá 44 triệu này á, mình thấy cũng là một hợp lý cho một chiếc xe đến từ Indo, ha, được trang bị rất là nhiều thứ. Đây là cụm chìa khóa nè các bạn, còn thấy ha, trang bị mà đây, tiêu chuẩn theo xe là có sẵn luôn cái móc treo đồ như thế này, như SH vậy đó các bạn. Chưa hết đâu, ở trong cốp xe còn có cổng sạc nữa. Bây giờ mình sẽ nổ máy luôn cho các bạn ha. Cái chìa khóa của nó rất là dài nha, dài như quay thái vậy đó các bạn. Đó, chút xíu nữa bạn Diệu sẽ quấn luôn nha. Các bạn nghe tiếng máy ha. Rồi, tiếng bô rồi. Các bạn thấy thế nào? Cái nước sơn của lốc máy các bạn rất là đẹp, rất là mịn ha. Mình vô số luôn cho nó đủ bộ. Cái ba ga này là 250.000 đó các bạn, ba ray nóc 10 ly nha. Đây số 1 nè, có số đây nè các bạn, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Số vô cốc 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 rất là đã. Tốc độ odo, có xăng ở đây, pha chỗ này, còi và xi nhan. Rồi, các bạn xem đèn nè, pha nè, cốt nè, pha nè và xi nhan ha. Đang ở phía trước cho nên là các bạn có thể là xem thoải mái chiếc xe này, nhìn rất là đẹp đó. Đang gài số 1 đó các bạn. Động cơ nè, 125 phân khối nha. Nói chung là cái form này nó hơi na ná chiếc Future X của Honda Việt Nam mình á. Thuộc là phục Showa trước sau ha, thắng đĩa trước, thắng đùm sau, phục Showa đó các bạn. Nè. Ha, phục Showa nha. Trước sau luôn nha các bạn. Đây. Sơn trong dĩa là dạng sơn trần như thế này. Thắng đĩa sau luôn nha. Mình xin lỗi các bạn, thắng đĩa trước, thắng đĩa sau nha. Thắng đĩa sau luôn, chúng ta là thắng đùm sau nha. Đây. Bô nè. Bên mình ship toàn quốc, với phí ship là miễn phí hoàn toàn. Nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A ha, từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng mình về tới Cà Mau là miễn phí nha. Cái này là cái mão nó hơi nhô lên một chút mà các bạn. Xe thiết kế theo kiểu nồi đồng cối đá và phuộc Showa nè, mâm nè, thắng đĩa trước nè các bạn. Vỏ trước là 70-90, vành 17 inch nha, vỏ này vỏ có ruột. Đây, cùng động cơ rất là đẹp luôn. Phun xăng điện tử FI. Cái này là tem dán nha. Bên mình còn một phiên bản nữa là màu đen tem vàng độc. Còn đây là một phiên bản màu đen đỏ. Màu đỏ này là đỏ bóng, còn đen này là đen mờ. Nước sơn mờ. Supra X. Tay nắm nè, rất là to. Yên nè các bạn. Ha. Những dòng xe đến từ Indo á, cái yên của nó rất là mềm,
rất là êm. Trở lại phần cốp này á, chúng ta để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu ha, có luôn cổng sạc ở trong này. Đây cho các bạn xem luôn ha, đây là gương xe nha, đó cổng sạc nè các bạn thấy không, ngay vị trí này ha. Một chiếc xe số có cổng sạc các bạn. Đây cụm đèn hậu rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ bạn Diệu quấn lại luôn ha. Rồi bây giờ thì bạn Diệu sẽ quấn luôn nha các bạn, để ship đi đồng đi An Giang. Ở nơi đó mình quên rồi, đi An Giang. Tại vì sao mình đó ship xe đi nhiều nơi lắm, đi An Giang, Đồng Tháp ha, rồi Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, nói chung là ship đi rất là nhiều các bạn. Mà bây giờ thì YouTube nó không cho mình quay những cái thông tin cá nhân ở trên này nữa ha, mình đang cầm trên tay nè, nhưng mà mình không quay được cái thông tin cá nhân của khách. Chính xác là đi Châu Phú, An Giang đó các bạn, đi về Châu Phú, An Giang ha. Còn phu chờ này á, phu chờ này cũng hết cọc rồi nè. Khu chờ này hình như là về Đồng Tháp nè. Khu chờ này nè các bạn, bạn Duy chốt á. Thì về ship xe á, mình quay trở lại vấn đề ship xe kỹ hơn nè. Các bạn cọc tầm khoảng 5 triệu thôi là mình ship rồi, những dòng xe như thế này. Thì bên mình sẽ miễn phí nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới tận thành phố Hồ Chí Minh và ngược trở về Cà Mau là miễn phí nha. Còn nếu ship dòng xe này ra tới Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500 ngàn thôi các bạn. 500 ngàn ha. Đúng ra anh đang quay luôn á. Anh đang quay luôn á. Một chiếc xe số, thật sự là mà nói là trang bị thắng đĩa trước, thắng đĩa sau, thuộc xô qua, cổng sạc, móc keo đồ làm tiêu chuẩn thì thật sự rất là ít. Những món này đa phần chúng ta phải độ lên thôi. Ví như cái thắng đĩa sau này là phải độ lên rồi. Mình còn nhớ có chiếc Suzuki Viva 2 thắng đĩa là đã lâu lắm rồi ha. Và bây giờ đã không còn nữa. Thì những dòng xe số hiện tại ở Việt Nam mình á, là không có chiếc nào có thắng đĩa sau. Future cũng không có, mà Yamaha Jupiter cũng không có. Nhưng mà dòng xe này là có nè. Rồi thuộc xô qua, cổng sạc trong cốp, móc treo đồ, mình thấy là nói chung là nó trang bị rất là nhiều thứ mà những chiếc xe số khác nó không có. Hơn nữa là động cơ của Honda, xe máy của Honda nữa các bạn, nhập khẩu từ Indo về. Cho nên là mình đã mạnh dạn mang nó về, mang rất là nhiều. Và cũng may mắn là được các bạn ủng hộ cũng rất là nhiều. Qua đó cho nên là lâu lâu bên mình cũng có một cái tuần lễ vàng dành cho dòng xe này để tri ân khách hàng gần xa thôi. Xe này thì anh trai đã chốt luôn mà không cần phải tuần lễ vàng nữa ha. Thay mặt cửa hàng mình cảm ơn bạn rất là nhiều ha, đã rất tin tưởng và ủng hộ cửa hàng của mình. Bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha, thông tin của khách đó các bạn. Bây giờ quay không được, mọi chi tiết á, các bạn cứ liên hệ với nhân viên đi để được tư vấn ha, tư vấn thêm về trả góp, về ship xe luôn nha. Xin chào các bạn.